Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay 16 tháng 5, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên là địa phương có lượng mưa lớn nhất với 102,4 mm tính từ 20 giờ ngày 15 tháng 5 đến 8 giờ ngày 16 tháng 5. Một số địa phương khác cũng có mưa to như tại các xã Kim Sơn, Xuân Thượng, Lương Sơn, Việt Tiến, huyện Bảo Yên và xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Dự báo đến ngày 17 tháng 5, các địa phương trong tỉnh vẫn có mưa, mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn chủ yếu vào đêm và sáng, tập trung tại các huyện Bát Sát, Sapa, thành phố Lào Cai, Bảo Thắng và Bắc Hà. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối nhỏ. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống thiệt hại.